Hello, chào nghe, chào mọi người. Hello Trương, khỏe không Trương? Hôm nay anh làm hai cái màu này hơi bị đẹp nha. Làm nha, bây giờ mình làm. Không đẹp là không lấy tiền đó nha. Màu này là màu vàng chanh. Ok, màu vàng chanh. Làm với lại màu pink. Ok. Rồi. Hôm nay dậy sớm coi một bữa đi. Lâu quá không dậy sớm, nay dậy sớm một bữa đi. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh chị em một bộ nail tuyệt vời nha. Nhớ vô coi nha, nhớ đón coi nha. Đó, nhớ cố gắng vuốt cái màu vàng cho nó đẹp nè. Ok. They're ridiculous. But yes, very pretty. But ridiculous. Should I get pink? Hot pink? Oh my lord. No. Do it. Nhớ đánh vô cái móng nha. Nhớ đánh làm vô cái form nha. Cho nó đẹp nè. Đó, cái form cho nó đẹp nè. Like. Ok, đây là bộ nail mà tình yêu đã làm rồi. Đã làm rồi. See? Anh chị em thấy tình yêu làm bằng tất cả bằng đều bằng bột nha, chứ không phải bằng marble bằng bột luôn. Ok. Sao nó mờ thế? Đúng không? The brush can I buy with you? Yeah, you can call my number 832-216-7717, baby. Rõ không? Rõ. Ok, nè bỏ màu này lên ha. Vuốt nhẹ nhàng thôi, đó màu hồng cực kỳ đẹp luôn. Màu này là màu A23 ha. Đẹp không? Tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. Rất là đẹp luôn. See, chị em thấy không? Dòng lại chút nha. Đẹp lắm, đẹp tuyệt vời luôn. Ok. Nhớ bỏ clear lên nha, nhớ bỏ bột clear lên nè. Ok. Màu này là màu vàng sáng chói. Màu vàng sáng chói là màu sói chán. Ok. Hello Mai Nguyễn, khỏe không? Trời ơi, hôm nay cuối ngày rồi mà sao ít người vô coi vậy ta? Giờ này là phải giờ coi đông chứ. Chờ mình dùng hết bao nhiêu phần công lực để vô đây xe đi, xe bài đi. Còn mau xe vô mấy cái group chứ. Để cho anh em nhào vô coi chứ. Sao không ai xe giùm tôi hết trơn vậy ta? Phải xe vô mấy cái group cho người ta coi nha. Hello Châu Sari. Châu Sari đang làm gì đó á? Yeah,
Oh yeah, she's been through a big bit. Em chào sư phụ chào em. Em hôm nay không đi làm hả? Mấy cái màu này đẹp tuyệt vời luôn, đẹp lắm. Mấy cái màu này tuyệt vời đẹp. Mấy cái màu là màu mấy cái màu đỉnh nè. Đúng rồi, màu này là màu vàng neon, nó là màu vàng chanh đấy em, nó gọi là màu vàng chanh đó. Ok, bỏ bột liu lên nhé. Em rơi hai màu thôi chứ đâu ba màu cưng, hai màu thôi. Nhớ share bài giùm nha, share bài giùm nha, tại vì tình yêu sắp sửa có cái lớp học ở Houston tháng 5, anh chị em nào có muốn đăng ký thì nhớ đăng ký nha, nha. Tháng 5 ngày 26, 27 và ngày 28, 3 ngày nha, anh chị em nào có nhu cầu đi học thì đăng ký nha. Ok, anh chị em nhớ share bài giùm tình yêu ha. Hello Dung Trần, hello hello. Không vô coi là uổng ráng chịu ở nhà nói trước à. Cái này tí nữa tôi làm mobile 5 màu lên cho 5 màu ở trên này nha. Mobile 5 màu luôn á. Ok. Lấy cục màu hồng bỏ lên nè. Đó, vuốt nhẹ nè. Vuốt nhẹ nè. Vuốt nhẹ nè. Đó, vuốt. Thấy đẹp không? Đẹp cực kỳ không? Đó. Sao mày hỏi gì chưa người ta? Ok, bỏ lên nè. Đầu thứ hai nè. Lo cái kia đi cò nè. Kéo nhẹ nè. Đó, lo cái kia đi cò kéo nhẹ nè, đó, kéo làm sao cho nó tròn, tròn cái kia đi cò là đó, rồi sau này mình mới vuốt vuốt cho hai bên này cho nó đừng có lan bột ra ngoài nè, xong xuôi cho nó đẹp cái đã rồi mới bỏ bột lia, xong xuôi rồi bỏ bột lia nè, đó bột lia bỏ lên, lia nè bỏ lên đây, thấy chưa? Rồi bây giờ mình làm design nha. Tuyệt vời không? Bóng mà tuyệt vời không? Tuyệt vời, trên cả tuyệt vời không? Thấy chưa? Ok, rồi bây giờ mình làm design nha. Hello Tùng, khỏe không? Cái này mình làm, mình bỏ miếng bột lia lên nè. Đó, mình bỏ bột lia lên nè. Bột lia nè. Chút xíu bột lia nha. Bỏ lên đây. Anh chị em nào mà không vô coi ráng ổn ráng chịu nha, tí xíu làm cái ngón này mới là ngón tuyệt chiêu tuyệt đỉnh nè. Đó, tuyệt đỉnh. Rồi anh chị em nhớ bỏ bột lia lên nè, xí bỏ bột lia lên nha, bỏ một lớp bột lia lên. Ok, xong rồi làm cái gì? Rồi anh chị em là nhớ lấy nè, nhớ lấy cái miếng này nè, cái miếng này là cái miếng toilet, bỏ lên nè, bỏ lên từng miếng một, bỏ lên nè, rồi bỏ lên nữa nè.
bỏ lên nè, bỏ lên che lại cái lằn nè, ok, che lại cái lằn. Bỏ lên, bỏ lên là che cái lằn nè, xí. Xong rồi, thấy không? Ok, hiểu không? Xong rồi mình làm gì? Đây, xong rồi mình lấy một lớp bột pin nè. Mình phủ lên luôn nè, phủ bột pin lên luôn nè. Ok, thấm xuống miếng nè, bỏ lên đây. Phủ luôn luôn cái màu trắng luôn nè, xếp, phủ lên luôn. Thế, phủ lên luôn. Xếp, phủ lên luôn nè, bỏ lên nè. Kaden, chú nói Kaden. Ok. Mommy, you want golden rings? Mommy, you want golden rings? See? Xong rồi mình làm gì? Xong rồi mình lấy bột lia mình phủ từ trong ra ngoài nha. Đây bột lia nè. Đây bột lia nè, phủ từ trong ra ngoài. À, phủ lên từ trong ra ngoài nha. Phủ từ trong ra ngoài. Anh có pha trộn liquid gì không? Không em. Liquid là không bao giờ pha trộn gì trong đây hết em. Liquid là không bao giờ pha, không bao giờ trộn bất cứ một cái gì trong đây nha. Nhớ nha. Một người thợ nail mua liquid về là tại vì người ta đã chế ra như vậy là mình phải làm theo như vậy luôn. Chứ không có pha một cái gì hết trong đó hết nha. Pha vô là nó lẫn lộn, vô là nó đâu có đúng đâu. Nó cho nên là rồi xong xuôi rồi cái đầu mình mới đưa vô nè, đưa vô là bột nó khô mình đưa nó vô nè. Đó, lấy cho nó ngay nè, lấy cục bột ra nè, chỉnh đốn lại chút xíu cho nó thẳng nè, đó, cho nó thẳng cái món cho nó đẹp. Xếp. Bây giờ cái món này là món tuyệt chiêu cuối cùng của cái món này nha. Thấy đẹp không? Xíu nữa bỏ dũa xong bỏ clear lên là đẹp tuyệt vời luôn. Ok, bây giờ cái món này là món cuối cùng ha, coi kỹ nha. Marble này không có phải làm bằng treo mà làm bằng bột. Ok, lấy màu hồng và lấy màu vàng, chút xíu màu hồng và màu vàng đi chung, bỏ lên đây, quậy nhẹ một cái ra nè, đó, quậy cho nó lan ra, xong rồi đẩy lên nè, đẩy lên móng. Ok, đẩy lên móng nè, đó, là quét xuống nè, đó, nhớ là quét xuống nè, đó, quét xuống cho nó có màu hồng và màu vàng, đúng không? Rồi, đẩy lên cho nó sát lên. Ok. Xong rồi, lấy màu xanh nè. Lấy chút xíu màu xanh nè. Bỏ lên. Dậm nó ra nè, dậm dậm nè. Xí, dậm dậm cho nó ra màu xanh nè, xí. Đó. Liquid hiệu gì hả? Liquid hiệu gì vô trong Facebook của tình yêu nha. Rồi, lấy một xíu màu vàng nè. Tí xíu màu vàng bỏ lên nè. Ok, đó, bỏ tí xíu màu vàng lên nè. Rồi, quẹt xuống nè. Bỏ màu hồng nè. Bỏ màu hồng lên nè. Đó, rồi xong rồi bỏ màu xanh nè. Bỏ tí xíu màu xanh nè. Dậm nè, ít màu xanh quá, bỏ thêm vô. Bỏ tí xíu màu xanh vô nữa nè, đó, bỏ quậy lên nè. Dậm 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 nè, bỏ lên nè, xong rồi bỏ màu vàng lên nè. Bỏ màu vàng nè. Màu vàng nó đậm là bỏ ít thôi nha, dậm dậm nó ra. Xí, dậm dậm nó ra nè. Xí, bỏ màu vàng dậm dậm nó ra, bỏ này dậm dậm nó ra, bỏ tí xíu màu pin. Một phôi màu pin nè, đó, bỏ vô. Rồi bây giờ mình làm gì? Chưa xong nha, chưa xong nha. Chưa có xong, bây giờ mình làm gì?
mình làm mình lấy cái màu đen nè, mình lấy tí xíu màu đen nè, nhiều quá nè, lấy tí xíu màu đen nè. Ok, mình vẽ một cái đường lằn nè, vẽ nè, vẽ nè, vẽ nè, vẽ nè, vẽ nè, vẽ nè. Bỏ tí xíu màu đen dễ tiếp nè, dễ nè, dễ cho nó cong cong. Rồi mình dậm nó ra đi, dậm 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 nó ra cho nó lan ra bớt, dậm dậm nó ra. Đó. Rồi bỏ tí màu màu màu, bỏ tí màu ray nè. Dậm nè. Dậm nè. Dậm nè xíu. Nó dính là phải dặm nó ra nha, đừng có để nó dính bột nha. Xí. Rồi bỏ màu đen ở dưới nó nè. Bỏ màu đen là dễ nè. Đó, nó dễ ở dưới nè. Xong rồi mình chùi nè, chùi nhẹ 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 cho nó lan ra nè. Xí. Rồi bỏ tí xíu màu 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 lavender, màu 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 đỏ nè. Xong rồi mình dặm ra, dặm 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 nó ra. Rồi xong. Đây tí xíu màu đỏ đây nữa. Đó đây nữa. Rồi. Rồi xong xuôi rồi mình bỏ bột ly lên nha. Bỏ bột ly lên. Này nó chưa có đậm, cho nó thêm chút nữa. Cho nó thêm chút nữa. Rồi, bỏ cái màu, bỏ cái bột ly lên nè. Lúc ướt hả? Rồi, lấy cục bột ly ra. Rồi, xong. Tuyệt vời. Wow. It's pretty. Rồi xong xuôi, giờ mình giũa thôi.
Thank you. Thank you. Sofa thật. Sofa. Sofa. So far, so good. Vỗ nha. So far, so good. Yes, I do. I open. Mommy, I open the bag. Nhớ mình vỗ, mình đừng có đè nha, mình vỗ ít thôi, mình đắp bột chuẩn, mình không có vỗ nhiều nha. Không ai hỏi gì chưa Hiếu Bùi. Hiếu Bùi tuyệt đỉnh công phu hả? Cái này mình làm á, mình phối màu sao cho nó đẹp, tí nữa mình bỏ lên đây nó mấy cái hộp xoài nó là đẹp tuyệt vời luôn. Hello Hoàng Phụng, hello, khỏe không? Xem anh nhiều rồi, thích anh làm lắm ha. Còn nói con là sư phụ là số 1 hả? À. Yeah, come on. Come on, yeah. Yeah, my friend is so crazy. What? It's crazy. You have to wear my like travel shirt that has them keeping it that. It's
so pretty, Brandon. So pretty. Did not teach your socks. One of them. Both of them. Tight. They're pretty. They're really pretty. I'm excited. I walk into work tomorrow, like, I can't touch anything, sorry. Tonight, I'm gonna be like, I can only do smalls. Dude, use that as an excuse. Yeah. Sorry, I can't work really hard. Who's the guy you don't like? Có phải màu hồng đó anh làm khi nhìn qua? Dạ không, cái này là màu hồng, này là màu hồng chứ không phải. Màu hồng này là màu A23, màu hồng cánh sen chị ơi. Chứ không phải là pink and white đâu. Pink and white là cái màu hồng khác chị ơi. Đó, bây giờ mình vũa bằng cái đầu nhọn nha, vũa bằng cái đầu nhọn nè. Cái mình mua cho nó dài dài ra, nó cho cái lực. Đừng có để sát quá, nó không có cái lực nè. Trước khi mình clean up. Ok, mình vũa ha. Mình vũa cái này nè. Đó, mình vũa nè. Anh chị em nào có nhu cầu mua cái đầu vũa này, nó không bị đứt tay nha. Mua cái đầu vũa này về xài nè. Mình chạy trong cái cuticle trước, nó không có bị đứt tay nha. Không có bị đứt tay nha. Anh chị em thấy rõ không? Dâm ra chút cho anh chị em thấy rõ nha. Đó, dâm ra chút cho anh chị em thấy nó rõ. Đó, chạy nó sạch, nó sạch trong cái cuticle này, thấy không? Thấy rõ không? Ừ, trong cái cuticle nó sạch bóng luôn rồi. Đó, giờ mình chạy nè. Nè, mình để nè. Nhớ là đừng có đè nó nha. Đừng có đè nó, chạy cho nó chạy nè. Xế cho nó chạy nè. Đó, không có chạy nè. Cho nó chạy nè. Ừ, cho nó chạy nè. Đó. Thấy không, nhớ không? Chạy rất là kỹ. Hello Tín VN. Hello, hello team. Hello Tín, khỏe không? Nhớ nha, chạy cái vũ nhọn là đừng có đè nha anh chị em. Đừng có đè nó nè, để cho nó chạy tự nhiên mà xí. Ừ, để cho nó chạy tự nhiên nè, xí. Đó, mobile cũng vậy, để cho nó chạy tự nhiên nè. Ừ. Khỏe. Hello, hello, hello. Siêu phụ, đầu vũa này bao nhiêu và con phải mua ở đâu? Gọi số điện thoại 832-216-7717 nha. Gọi số điện thoại 832-216-7717. Gọi số điện thoại 832-216-7717 nha. Đó, tình yêu có bán luôn. Ok. Rồi, nhớ vũa ở dưới nè. Vũa ở dưới này luôn nha. Vũa dưới này cho nó sạch nè. Ừ, vũa cho nó sạch. Vũa cho nó sạch nè. Đó. Vũa dưới này cho nó sạch nè. Ừ, vũa cho nó sạch. Ừ. Cái tay bé như tiền. Ồ, cụ má là nhiều. 22 đồng. Đó, hả? Pretty. Hey, pretty. Pretty. Yep. Yes. Okay. Nhớ vợ hả? Nhớ con bé hả? Nhớ con bé hả? Nhớ con bé. Cảm ơn Phụng Hoàng Phụng Hoàng Phùng nha. Cảm ơn Hoàng Phùng nha. Mưa đó nha, lái xe cẩn thận nha. Thank you.
No, Brooke had to pay $10 for me last night. I told you that when I got home. Yeah. Oh. Wow. Hello, 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 hello. There's just that many in the church. Huh? It's like 20 of it for me too. Because you don't have the other. Yeah. I'll go get cash for the Big tip. No. I'm gonna get cash. I wanna put tip. It's in my wallet. Nhớ nha, vỗ xong rồi vỗ ở dưới luôn nha, nó sạch nha. Ở dưới này cho nó sạch nè. Ủa? Không được hả cô? Nó đi lấy tiền bạc. Cái này thì nó cứ... Bây giờ bỏ cái lương cái lời cho người ta cái receipt. À, nhớ clean ở dưới luôn nha, nhớ clean ở dưới nha. Hello Andy, khỏe không? Bạn già. Nhớ nha. Rồi, bây giờ mình chạy bằng cái đầu ceramic nha. Cái đầu này nhỏ mình đã chạy rồi, cái này gọi là critical ha. Mình chạy, bây giờ mình chạy bằng cái đầu gốm nè, bằng cái này bằng gốm ha. Cái mình cũng clean luôn nè, clean nè, đó, clean cho nó sạch. Trên cái đầu chỗ này nữa nó không có dính bụi vô trong đây nè. Chạy cho nó đẹp ha. Ok. Ok, giờ mình vỗ nè. Nhớ mình đừng có đè nha. Ok, mình đừng có đè. Ok, mình đừng có đè nha. Relax hết. Tình yêu mình muốn đặt hàng bạn gửi về Việt Nam không? Dạ không chị ơi, chị có anh chị em nào bên đây thì nhờ mua giùm em nha, chứ còn em không có gửi về Việt Nam chị à. Gửi Việt Nam xa quá, tiền cước nó nhiều quá em, với phần ở đây á, chị gửi Việt Nam phải đi về khu Việt Nam gửi, xa lắm chị ơi. Chứ gửi bưu điện chị không nổi đâu chị. Đó, nhớ hai cái màu này là màu nãy tình yêu có ghi ở trên đó nha, có ghi nó nằm ở trên đó. Màu này là màu B8, còn màu này là màu A23 ha. Ok, nhớ giữa mình đừng có đè, nhớ giữa mình đừng có đè nè, mình đừng có đè, mình cho nó chạy tự nhiên nè. Đó, cho nó chạy tự nhiên nè. Thấy không, thấy cái mò bò đẹp không? Nó cái mò bò mình không biết làm sao nó ra như vậy ha. Cố gắng mình nhìn vô mình làm ha, mình nhìn làm sao cho nó ra giống cái màu bồ nó đẹp nè. Nó nhiều màu ở trên đây nè. Nó có màu vàng, màu phiên, màu xanh, màu đen, màu đỏ ha. 5-6 màu ở trên đây thì nó ra cái màu bồ rất là đẹp. Em đang dùng mấy bàn chị ơi, không có dùng máy treo, em không có xài máy treo chị à. Em dùng mấy bàn của mini roll nha chị. Mọi người đó, anh chị em nhớ cái này nãy tình yêu đã làm rồi đó, nhớ nha. Cái này là cái nó giống như cái phôi vậy đó, nhưng mà nó không phải là cái phôi đâu. Cái này mình bỏ lên mình đắp kim, mình đắp bột cũng được, mà mình bỏ lên treo cũng được. Mình đắp, lỡ mình đắp bột thì mình đắp luôn. Mình đắp bột thì nó sáng cũng giống như treo vậy đó. Cái này đắp bột lên thì nó chắc ăn hơn, là tại vì bột nó nằm ở trong, nó cover, cái này nó nằm ở trong, cho nên nó không có bung ra được. Còn cái treo thì có nhiều khi cái treo là mình phải sơn hai lớp. Còn cái này mình đắp, nhớ đắp ở trên nè, nhớ đắp, ở, đắp, đắp bột luôn thì nó đẹp. Đó. Cái móng của em bé này nó cũng đẹp nữa, cho nên mình làm bộ nail ra rất là đẹp luôn. Nó tí xíu mình bỏ hộp xoàn lên cho cô ta nó đẹp lắm. Thank you Miley, thank you. Chưa đâu, cái này phải sâu khùng, mình bỏ đồ lên, mình trang trí lên nó mới đẹp em ơi.
Sao nhìn đầu dũa và ngồi to thế? Cái này là tại vì mình để sát lên thì nó to thôi em. Để sát lên thì nó to, vậy muốn nó nhỏ thì nó nhỏ nè. Tại vì em bỏ cái zoom cái video ra thì nó bự, nó thấy nó bự thôi. Chứ cái này mà bự gì? Tại vì mình dâm cái đầu dũa ra. Cô đâu có biết đâu. Thì tí nữa con đi cho. Thế không chị em, anh chị em nhớ nè, dũa tình yêu không bao giờ tình yêu dũa tình yêu đề hết nha. Chỉ có để cho nó chạy tự nhiên nha. Cho nó chạy tự nhiên, đừng bao giờ đề nó. Đó, bây giờ mình đề nó. Rồi. Rất là đẹp luôn. Thank you John. Hello Nina, khỏe không Nina? Anh chị em nào có nhu cầu muốn đi học là lớp tháng 5 ngày 26, 27, 28 mình nhớ đăng ký cho với tình yêu nha. Anh chị em nào muốn đi học nâng cao tay nghề thì nhớ gọi số điện thoại cho tình yêu nha, ở trên Facebook nha. Tay khít mất, tay khít mất thôi em. Tay này mà mất cái gì em? Tay này nó thon chứ. Tay này nó thon đẹp chứ. Mất là tay anh mới mất nè. Giờ này mấy giờ mà đi ngủ? Giờ này mấy giờ mà đi ngủ Hoàng? Em muốn nâng cao tay nghề hả? Thì nâng cái tay lên đi cưng, tính. Em muốn nâng cao tay nghề thì qua đây anh nâng cho. Qua đây anh tháo cái tay kia ra, anh gắn cái tay khác vô nó cao cái gì. Bên anh giờ mới có 7 giờ kém em ơi, 7 giờ kém buổi tối à, 7 giờ thiếu 15 buổi tối. À, ở UK hả, ở UK cách 6 tiếng hả, giờ này là nhiêu? Wow, giờ này gần 1 giờ sáng rồi chưa đi ngủ em. Thôi em đi ngủ giùm anh đi. UK là ở Anh chứ đâu. Ngày 26, ngày 27, ngày 28 đại ca viết mà cũng viết sai nữa. Ta ngày 25 đâu có dạy đâu. Ngày 25 là ngày thứ 7 mà dạy gì. Ngày 26, 27, 28 nha. Ngày 26, 27, 28 nha. Mấy anh phá dễ sợ luôn. Lỡ người ta mua vé ngày qua ngày 25 không ai dạy, tao quýnh má nhận ra luôn, quýnh bỏ ăn luôn.
Rồi, giờ mình vuỗ sơ lại một cái nữa nha. Mình phải vuỗ sơ lại cho nó đẹp nè, vuỗ lại cho nó đẹp cái móng nè, vuỗ lại cho nó thẳng, thẳng hai bên đây, xong rồi cho nó gom, cho nó thẳng lại rồi đó là mình bỏ hộp xoàn nó mới đẹp chứ, hiểu không? Vuỗ lại cho nó thẳng nè, đó, vuỗ lại cho nó thẳng. Thấy không? Vuỗ lại cho nó thẳng mấy cái xếp bên đây nè, đó, hai bên đây cho nó thẳng bên đây luôn. Đó, rồi đỡ cái tay đứng lên nè, đỡ cái tay đứng lên nè, đó, cái tay đứng lên nè, xong mới vuỗ đây nó thẳng nè. Sorry. Sợ chứ sợ, sorry, có biết không mà gặp giả bộ ghi vậy? Có biết cho tôi dạy ngày nào không? Lock and đi hả? Em đi phá quá, lock đi hả? Lock and đi hả? Đó. Rồi, nhớ quay lại để vuỗ cho nó thẳng nha. Vuỗ cho nó thẳng cái móng nha, cho nó đẹp nè. Ai là học chơi góp vậy? Đó, sao mấy hôm nay mấy ông nội là vô phá dữ vậy ta? Nó vô lót tính luôn cho rồi đi chứ phá quá chịu không nổi. Cảm ơn em Như Nguyễn. Đẹp không em? Đẹp giống anh không? Ok, buffer nha. Mà thường thường mấy đại gia nó mấy anh đại gia nó kêu lắm em. Tính mấy anh đại ca nó với em nó kêu lắm đó, nó Andy kêu bà cố luôn. Cười gì? Anh chưa có vợ thì đẹp. Có vợ rồi, có vợ nữa đâu sao em? Gì đâu không được. Trời ơi. À, anh đẹp thì em qua em cưới anh đi. Ok, go wash your hand, baby. Ok, bây giờ mình gắn hộp xoàn nha, cho nó đẹp nha. Bây giờ mình gắn hộp xoàn lên cho nó đẹp nha. Xoàn cho xi ha. Em còn số 5 không? Cho em số 5. Hộp xoàn không? Số 5. Trời ơi, rửa tay gì không có đẹp trơn, rửa tay gì mà không có sạch gì hết à. Vô nhúng tay hay sao vậy ta? Đẹp quá, màu đẹp quá trời đẹp. Lấy cho 5.000 viên thôi. Lấy cho thiên hạ lé mắt chơi.
Người mà còn hao chi hột xoài. Hột xoài làm không kịp cho tình yêu xoài luôn. Đi số 5 rồi đó. Số 5. Ok. Rồi, gắn hộp xoàn nha. Hộp xoàn là bao la luôn á. Nợ là bao dây luôn. Rễ là bao chùm. Bỏ ít vô đi. Số 5 nè. Ồ, dạy riêng cho em là có bầu luôn á. Dạy sang năm anh đi nuôi đẻ luôn á nha. Chết luôn, thầu lao dễ sợ. Dạy mà dạy riêng là dạy nguy hiểm lắm cưng. Mấy cái đó anh không chịu lỗi đâu. Bây giờ mình anh có cái tánh ngộ ngộ lắm. Em nào mà dạy riêng mà đẹp là chết với anh liền. Dạ, đẹp quá, chịu không nổi. Nhớ bỏ hộp xoàn lên nha, nhớ bỏ treo lên nha. Sang Đức một chuyến ha. Anh muốn lắm em ơi, nhưng mà không có điều kiện. Dạ. Rồi, nhớ bỏ hộp xoàn nha. Bỏ lên. Trời ơi, nó đẹp, đẹp nhức nách luôn. Đẹp nhức nách luôn. Anh chị em nghĩ sao, đẹp lắm, hột xoàn lên là tuyệt vời luôn. Dầm ra chút rồi, tuyệt đỉnh luôn. Wow, đẹp quá, put in baby. Jules. Đẹp không? Bỏ hộp xoàn lên tăng thêm độ đẹp của móng đúng không? Hộp xoàn là nó tăng thêm độ đẹp của móng, mình phải bỏ lên. Giờ mình vuốt hai bên đây cho nó đừng có mắc cái xếp nha, nhớ đừng có để mắc cái xếp của mình nha. Rồi bỏ cái top lên nè, đó, bỏ cái top lên. Những cái gì mà tình yêu đang làm trên đây đều có bán hết nha anh chị em. Tất cả những gì mà tình yêu đang làm ở đây là đều có bán hết nha. Đều có bán tất cả những cái đồ, món đồ trên đây là bán hết á. Do again. Yep. Cái cây gắn hộp xoàn này nó rất là good nha. Anh chị em mua về xài biết chừng nào nó mới hư. Một cây gắn hộp xoàn này chỉ 30 đồng mà xài biết chừng nào nó mới hư. Xài lâu lắm. Nhớ nha, đó. Đẩy sáng hộp xoàn lên. Cho nó đều nhau, thấy cho nó đều nhau không? Nó đều hộp xoàn như vậy nó mới đẹp nha anh chị em. Ok.
Và xong nhớ mình chùi thêm làm cho nó đẹp. Ok, check it out. Put in. This is neon ha. Ok. Cái này nó đẹp nè, coi nè. Đẹp cực kỳ luôn nè. Bỏ lên nè. Nhớ bỏ cho nó dày nha, nhớ phải bỏ treo lên cho nó dày nha. Bỏ treo lên cho nó dày nè, treo lên cho nó dày nè, xí. Xong rồi mình quét xuống nè. Thấy nó nổi cái màu cái màu cái cẩm sặc cực lên không? Nè, bây giờ mình bỏ treo lên nè. Nó bỏ lên nè, bỏ lên nè. Xí, nó nổi lên nè. Nó nổi lên là đẹp không? Đó, nổi lên rất là đẹp. Tuyệt vời như ông mặt trời. Mình trang trí hộp xoàn là mình phải trang trí từ từ, cái hộp xoàn nó mới đẹp nha anh chị em. Nhớ là mình phải để cho nó đều, anh chị em phải để cho nó đều cái hộp xoàn, chứ không thôi anh chị em để nó không đều cái bàn tay nó không có đẹp. Nhớ khi mình bỏ lên rồi mình phải canh nó, mình canh lại cái móng nó cho nó đẹp hay không đó. Mình phải đẩy làm sao cho nó đều cái móng nè đó, cho nó đều cái móng nhìn nó đẹp nè, thấy chưa, nhìn cái móng nè, dâm nó ra coi nè, xí đó. Rồi mình bỏ vô thấy cái đó cái đó. Bây giờ bà bỏ treo lên nè. Thì ra nó đẹp không? Ra cái móng tay nó đẹp nè. Cái hộp sòn nó đẹp không? Wow, tuyệt đỉnh luôn. Ồ, có bán luôn con. Cái cây treo này có bán luôn nha. Cái cây mà gắn hồi này cây mà gắn để đẩy treo này nè, có luôn nha con. Đó. Thấy chưa? Bỏ lên nè. Đẹp không? Nó vừa ping ping mà nó vừa trắng trắng, nó đẹp cực kỳ chứ. Cho nó đẹp nha, chỉnh lại cho nó sát lên. Thấy không? Cho nó sát là mình chùi hai bên đây nè, đó, chùi hai bên đây cho nó đẹp nè. Xí. Wow, tuyệt vời. Quá đẹp, quá đẹp. Cảm ơn nha. Tuyệt đỉnh, thêm một ngón nữa nè. Bỏ đây. Cái ngón này mình đừng có bỏ hột bự nha, mình bỏ hột nhỏ thôi. Hột bự nó che, nó lấp đi cái mô bồ của mình nha. Mình bỏ cái hột nhỏ thôi. Thấy cái mô bồ không? Cái mô bồ tuyệt đỉnh không? Thank you Nina, thank you. Thank you everyone nha. Xong rồi mình lấy cái hộp nhỏ này nè, mình lấy được có lấy cái hộp bự, mình lấy cái hộp nhỏ này thôi. Mình bỏ lên đây nè. Đó, mình bỏ lên đây nè. Đó, mình bỏ lên đây nè. Bỏ cái hộp nhỏ nha, đừng có bỏ hộp lớn. Đó, cái hộp nhỏ nè, xí.
Thấy chưa? Đẹp không? Rồi, bỏ vô. Một bộ nail mình rất là công phu ha. Cái này là Kwarowski. Kwarowski đúng rồi. Cái này là hộp xoàn Kwarowski nha em. Anh không bao giờ anh xài hộp giả vô đó. Anh xài hộp của hiệu này không. Anh toàn là xài hãng này không á. Hộp xoàn của anh là hộp xoàn của hãng này. Anh chị em là có nhu cầu muốn mua thì gọi cho mình nha, mình có bán hộp xoàn này luôn á. Wow, mobile tuyệt đỉnh không? Mobile quá đẹp luôn. Mobile quá trời đẹp. Sắp sửa xong rồi. Almost done, ok. Rồi đây mình gắn cái hộp nhỏ đây thôi, đừng gắn hai hộp thôi, đừng có gắn nhiều quá, gắn đây nè, tại cái móng tay nó nhỏ mình gắn đây hộp bự hộp nhỏ thôi nha. Đó, mình gắn, mình bỏ cái top, mình bỏ hơi dãy lên, chồng lên. Xong xuôi mình nhớ mình quẹt hai bên đây, đừng có cho nó mắc cái xếp nha. Rồi, bỏ một hộp lớn nè. Bỏ đây một hộp. Bỏ đây một hộp. Wow, tuyệt vời. Look at that. Five minutes. Very pretty. I really like it. That was my voice. She says she really like it. I like it too. Okay, put it. One more, done. Cái đó mai gọi cho số điện thoại 832-216-7717 giùm tình yêu nha. Gọi số điện thoại 832-216-7717 giùm tình yêu nha. Cái đó người ta sẽ nói cho mai Lê nghe ha. Tại nó có nhiều loại quá, tình yêu không có rành đó, cho nên anh chị em nhớ cố gắng gọi cái số điện thoại đó ha. Cô đi. Làm một cái nữa là xong rồi. Last one.
quá trời đẹp ha, đẹp tuyệt đỉnh. Anh dính đá bằng keo em ơi, bằng treo cố đi anh, dính đá bằng treo nha em, bằng treo, bằng hai cái loại treo này anh đang gắn nè, cái lần cái tích kỳ treo với cái top treo, để mà dính hai cái nó dính liền với nhau, nó sẽ chắc giống như keo vậy, nó giống như là hồ vậy, nó giống như là lưu vậy đó, nhưng mà cái nào còn chắc hơn. Nhớ bỏ giày giày lên đây nè, đè nó xuống cái lỗ đó, đè nó xuống cái treo á là nó cứng cứng ngắc luôn đó. Ok, put in. Rồi bây giờ one more time, ok, I clean up xong xuôi, bây giờ mình bỏ hột xoàn trở lại ha. Anh chị em nào muốn mua hột xoàn thì nhớ gọi số điện thoại 832-216-7717 nha. Hello Tí. Hello Justin, khỏe không em? Hôm nay em làm bộ nail hơi bị đẹp á. Quá tuyệt đỉnh luôn. Okay. Rồi nhớ cái này là cái tích kỳ treo nè em, cái này là cái tích kỳ treo 20 đồng một chai nha, 20 đồng một chai, nó tới 15 gram lận, tới 15 gram nha, cái này để 20 đồng một chai gắn hộp xoàn, còn cái top này là 10 đồng một chai. Anh khỏe tin, anh khỏe chết tin, anh khỏe lắm. Em khỏe không? You love it, hả? Huh? Hello, Jennifer. Hello, Jennifer. Đẹp không? Đẹp. Rất là tuyệt vời, ha. Huh? Nhìn rất là sang trọng bộ nail. Nhìn nó rất là ok luôn. Put it on. Anh chị em thấy không? Look at that. Look at that. Giờ mình bỏ dầu lên nè. Bỏ dầu lên cho nó láng cái bộ tay nè. Cho nó đẹp nè. Thấy chưa? Bỏ dầu lên cho nó láng nè. Cho nó nhìn cho nó đẹp. Ta lấy miếng giấy ha, lấy miếng giấy là mình chùi nè, miếng giấy là mình chùi cho nó sạch nè, chùi cái dầu cho nó đẹp. Đó, cố gắng nè, đó, chùi nè cho nó sạch nè, cho nó đẹp nè. Anh chị em nhớ cố gắng nha, tình yêu tạo mấy cái mẫu này cho anh chị em là anh chị em phải cố gắng học nha, tình yêu làm like để cho anh chị em học, để anh chị em kiếm thêm tiền ha. Kiếm thêm tiền ha, easy luôn. Ok, đó là mình chùi nè, chùi ha. Rồi đây bên đây nữa ha, don't touch, ok. Ok, đó. Rồi để chùi cho nó sạch dầu nè, cho nó sạch dầu nè, chùi lên nè, đừng có chùi xuống ha, chùi lên cho nó bóng nè, chùi lên cho nó bóng nè, đó, chùi lên nè, xong rồi mở lên cho anh chị em coi bộ nail ha, rất là tuyệt vời luôn, tuyệt vời như ông mặt trời. Ok, bây giờ mình để bàn tay xuống đây nha, để bàn tay xuống đây, mình đặt hết, right there, okay, together. Right here. Down. Right there. Ok, bây giờ mình cho mình coi nè. Đó, bây giờ mình chuẩn bị nè. Bỏ ánh đèn xuống là thấy. Đó, chị em cho trái tim đi. Cho trái tim đi. Đẹp không? Chị em cho trái tim đi. Rất là đẹp luôn. Ok. Rồi. Nhớ chưa?
Chúc anh chị em một ngày cuối tuần thật thật là vui vẻ nha. Have a good weekend, everyone. Thank you for watching my video. Vừa lòng chưa? Thank you, Tôn Hà. Thấy cô anh Tôn Hà. Thank you, anh. Ok, bye cả nhà nha. Chúc anh chị em have a good night. Bye, girl. Bye, bye. Bye, girl. Bye, bye.